đang có sự nghiệp ổn định, thậm chí đỉnh vinh quang gần như đã nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng không ít sao Việt đã từ bỏ để sang Mỹ định cư. Tất nhiên, ở họ đều có lý do khác nhau. Nhưng nhìn chung, đó chẳng khác nào là việc làm mạo hiểm, được ví như một ván bài mang tính đỏ đen. Để có được cuộc sống ổn định ở nơi đất khách quê người, sao Việt chấp nhận làm nhiều công việc khác nhau mà không phải là hoạt động nghệ thuật. Cũng có người làm việc vì đam mê, nhưng cũng có người làm vì miếng cơm manh áo. Siêu mẫu Ngọc Quyên đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2014, Ngọc Quyên bất ngờ tuyên bố kết hôn với bác sĩ Việt Kiều Richard Lê và sang Mỹ định cư. Cứ ngỡ cuộc sống của chân dài đình đám của showbiz một thời sẽ an yên, nhưng bất ngờ thay, họ lại đường ai nấy đi vì lý do bất đồng quan điểm. Vất vả tuổi hổ của Ngọc Quyên cũng bắt đầu từ đây, khi vừa phải tự lực cánh sinh, vừa phải làm mẹ đơn thân. Mất đi chỗ dựa duy nhất trên đất khách quê người, song người đẹp vẫn kiên quyết vượt qua. Cô phải làm nhiều công việc khác nhau như đi bán hàng quần áo sale và cho tới bây giờ là kinh doanh mỹ phẩm online. Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và hôn nhân, hiện tại cô chia sẻ cuộc sống của hai mẹ con giờ đã dần ổn định và công việc kinh doanh cũng trở nên thuận lợi hơn sau biến cố hôn nhân. Cô cho biết ước nguyện lớn nhất bây giờ là có thể đón mẹ sang để chăm sóc lúc tuổi già. Hoa hậu Dương Mỹ Linh. Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006 Dương Mỹ Linh hiện có cuộc sống ổn định ở Mỹ. Dù vậy, cũng như bao nhiêu người con xa xứ, mỹ nhân sinh năm 1984 luôn nhớ về quê hương, đất mẹ. Để nguôi ngoai, cô chọn cách kinh doanh những món ăn thuần Việt. Mới đây, người đẹp gốc Bến Tre chia sẻ những hình ảnh đảm đang, tận tay đứng bếp chế biến món phở đậm đà hương vị Bắc, khiến nhiều người thích thú. Sống tại California, một trong những bang có đông người Việt, nên kinh doanh tiệm phở được xem là hướng kinh doanh khả thi. Bé Xuân Mai, giọng ca Con Cò Bé Bé, ghi dấu ấn đặc biệt với khán giả Việt khi còn là một cô bé mẫu giáo. Dù hiện tại Xuân Mai không còn hoạt động ca hát, nhưng âm nhạc và cái tên của cô vẫn gắn liền với nhiều người. Tuy nhiên, khi lên chính, cô cùng bố mẹ sang Mỹ định cư, vì vậy phải tạm gác công việc ca hát, từ bỏ nghệ thuật để có thể trang trải cuộc sống gia đình. Xuân Mai từng làm rất nhiều việc, có thời gian cô phụ giúp ba bán quán phở ở Mỹ. Thời điểm đóng Cali mùa hoa vàng, công việc chính của Xuân Mai là làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng điện thoại di động. Khi đó mỗi lần đi quay, Xuân Mai lại mang con đi gửi trẻ hoặc nhờ mẹ đẻ trông giúp. Nữ diễn viên Cali từng tiết lộ rằng Xuân Mai phải đi phụ bán phở. Cuộc sống của cô ở Mỹ khá vất vả và không mấy khá giả. Diễn viên Hoàng Anh. Hoàng Anh gạo nếp gạo tẻ là một trong số ít diễn viên nam đang trên đà phát triển sự nghiệp thì bỗng nhiên bỏ ngang để sang Mỹ định cư vào tháng 4 năm 2019. Anh chia sẻ do công việc diễn viên và các xê đóng phim ở Việt Nam không đủ sống. Khi sang xứ cờ hoa, công việc chính là kinh doanh online, còn nghệ thuật trở thành nghề phụ, chỉ làm vào cuối tuần. Bên cạnh đó, anh còn kiêm luôn công việc chăm sóc con cái, dù lấy vợ có điều kiện kinh tế, nhưng Hoàng Anh khẳng định anh sang Mỹ không phải để dựa dẫm hay ăn bám vợ. Đó là lý do duy nhất nam diễn viên vẫn tất bật với công việc thay vì cứ nhàn hạ. Ca sĩ Mạnh Quân. Ca sĩ Mạnh Quân sinh năm 1984 tại Hà Nội. Anh được biết đến qua cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2008, là thành viên nhóm Thiên Hà Xanh và là tác giả của một số ca khúc nổi tiếng Cơn Mưa Tình Yêu, Qua Đêm Nay, Cơn Gió Lạ, Thiên Đường Gọi Tên. Năm 2016, anh theo tiếng gọi con tim kết hôn và sang Mỹ định cư. Mạnh Quân cho biết anh phải chịu áp lực tài chính rất lớn trong những ngày đầu ở Mỹ vì phải lo cho 4 thành viên trong gia đình. Thời gian đầu anh mưu sinh bằng công việc chuyên môn là sáng tác nhạc, nhưng với một người chân ướt chân ráo thì cơ hội không nhiều, tiền cũng vì thế ít ỏi. Để đủ chi phí trang trải cuộc sống, tác giả Cơn Mưa Tình Yêu làm việc hành chính 8 tiếng mỗi ngày, cả thứ bảy, còn chủ nhật thì thỉnh thoảng đi diễn. Bên cạnh đó, Mạnh Quân phải làm nhiều nghề như sáng tác, đi hát, dạy piano. Để tạo lập một cuộc sống ổn định với tiềm lực kinh tế vững vàng không hề đơn giản, điều đó lại càng khó khăn gấp nhiều lần khi phải thực hiện ở nơi đất khách quê người. Thế nhưng bằng tất cả tài năng và ý chí, họ là những người từng cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, đã khẳng định không có gì có thể khuất phục được họ.